Hôm qua, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang vào cuộc điều tra xử lý nhóm đối tượng buôn bán thuốc lá lậu, xem thường tính mạng được đăng tải trên YouTube. Theo cơ quan công an, hai đối tượng sử dụng xe mô tô chạy tốc độ cao, không chấp hành tín hiệu của lực lượng thực thi nhiệm vụ, tông thẳng vào hàng rào xe mô tô của lực lượng công an huyện, gây hư hỏng hai xe, có hành vi xem thường pháp luật và tính mạng người khác. Trước đó, vào ngày 10 tháng 10 năm 2014, cũng trên tuyến quốc lộ 30 thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đối tượng Huỳnh Văn Nam, sinh năm 1992, ngụ khóm 5, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng cấm chạy tốc độ cao, gây tai nạn giao thông chết người. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tam Nông tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Các bạn, trong khi đó thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết là đang tạm giữ hình sự hai đối tượng, gồm có Nguyễn Văn Minh sinh năm 1989 và vợ là Nguyễn Thị Thùy Phương sinh năm 1990, cùng ngụ ở khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Trước đó thì vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 trên đường Nguyễn Văn Rốp thuộc khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang hai đối tượng trên đang vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm có 16.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, 12.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Z và 4.000 bao thuốc lá điếu hiệu Hero, được bịt kín bên trong các bọc ni lông màu đen, được cất giấu trên xe ô tô mang biển số 60C261448. Và hiện thì vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, vì sức khỏe cộng đồng, cai thuốc lá an toàn, nhanh chóng, hiệu quả.